Chào các em nha. Hôm nay chia sẻ anh một pan 13 Pro Max dính nước, mất phay khá nặng, OCR hết cả đây này anh em nha. Cái này thì mình đã nhận máy ở trong cái video trước rồi nha. Còn video này mình chỉ xử lý cái phay cho anh em xem nha. Đây, ta đã tách ra gì như thế này. Anh em sẽ tách đế đèn ra để xem nha. Bên trong nước vào anh em nhìn này, thấy kinh khủng chưa? Thối cả chip này. Nhưng rất may mắn là vẫn đọc được thông tin của chip. Oxy hóa gần hết nha anh em nha. Đây anh em sẽ này xử lý oxy hóa này, thối rụng cả mấy con tụ ở đây này. Anh em sẽ xử lý sạch sẽ rồi bù nó vào nha. Đây, khẽ đụng nhẹ rụng luôn tụ ra nha. Em thấy không? IC thối cả hai chân nha. Cả dính nước khá nặng và để lâu. Rồi, hôm nay xử lý làm sạch chân. Làm thật sạch, tô lại chân, cạo lại chân cho nó sáng lên nha. Nếu không, nó không đóng được IC mới đâu. Bật kinh khủng không em? Thôi, nó không nhìn thấy chân đâu cơ. Anh em dính nước thì cố gắng xử lý sấy sửa sớm, càng sớm càng tốt nha. Tránh để tình trạng lâu như này, nó oxy hóa hết. Thì lệ cứu sẽ giảm đi nhá. Để cho anh em xong cạo làm thật sáng cái dần ở đây mới được nha. Trường hợp mà còn xử lý được anh em nhá. Chân cả nó vẫn còn chưa đến bay hẳn đâu nhá. Đấy, sau khi xử lý đã được tạm tạm tương đối này. Sau em tiến hành đo qua sơ bộ xem có chạm chập gì không nha. Vì ở ca này nó hơi phức tạp chỗ là nó không nhận hồng ngoại nha. Mình xử lý rồi xem nhận hồng ngoại không đã. Và ở ca này thì lát nữa em sẽ phải tách cả đế đèn ra khỏi cáp và làm lại. Đây anh em tiến hành tách đế đèn ra khỏi cáp nha. Vì ca này dính nước khá nặng, nó không nhận cao hồng ngoại luôn, bắt buộc phải tách ra để làm lại cho nó nhận cao hồng ngoại nha. Nếu không nhận cao hồng ngoại thì cũng không thể sửa phay đâu. Đây, tách ra đây. Đấy, đen xịt chân nha. Đấy, nước dính vào cam bằng ngoại này, đế cam bằng ngoại này, em thấy không? Thối mấy góc này. Thế này, vệ sinh xử lý sạch sẽ tráng thiếc và đóng lại nha. Lần sau anh em dính nước thì cố gắng sấy sửa sớm ngắt nguồn ra nha. Chứ để như này lúc sửa rất cực và tỷ lệ thành công không quá cao nha. Anh em thấy anh tô đang chân lên để đóng lại nha. Vì ca này là nước và nó không nhận cao hồng ngoại nữa luôn. Anh em bắt buộc phải làm lại để cho nó nhận hồng ngoại nha. Đặc thù là phải nhận hồng ngoại thì mới nhận bảy màu nha anh em nha. Rồi thế anh em xả chân cho chân cao lên một tí rồi đóng vào nha. Đây này không có vỉ đổ chân đâu. Nên mình xả chân tráng chân như này để tô chân, hoặc là tô chân lên để đóng nha. Rồi anh em tiến hành đóng vào nha. Do mấy con tụ thối quá bay hết rồi thì mình sẽ tiến hành bù từ một cái đế đèn khác sang nhá. Đấy, mình lấy một cái tụ từ đế đèn khác bù sang nhá, cho đầy đủ. Sau đó tiến hành mới đóng đế đèn vào nha. Tiến hành đóng IC. Sau đó tiến hành đóng IC. Rồi IC đây mình đã đóng sẵn hai tầng với nhau nha.
Bây giờ thì có xe mới loại một tầng nữa cơ, nhưng mà vẫn đang còn hàng cái dùng đấy anh em ạ. Ok, hôm sau anh em tiến hành nạp lại thông tin vào IC nha. Vẫn làm như bình thường thôi anh em nha. Nạp ok thì anh em tiến hành lắp ra cho Vũ test lại nha. Ok, anh em test lại nha, xem đã ok chưa. Phải màu ok nha. Anh em tiến hành cho lên gắn đế vào đèn và căn chỉnh gắn keo rồi test lại là ok thôi. Sau khi căn chỉnh và gắn keo anh em lắp vào ra máy test lại nha. Ok, như vậy đã xử lý xong một em 13 Pro Max dính nước khá nặng. Thối hồng ngoại nha, thối chân IC phay nha. Anh em dính nước lưu ý là cố gắng vệ sinh sấy càng sớm càng tốt nha. Một pha cứu vãn đi vào lòng đất làm khá nhiều, rất kỳ công. Ok, mình xin phép kết thúc video này đây. Cảm ơn anh em quan tâm và ủng hộ mình. Phay vẫn rất nhạy nha. Chào tất cả anh em.